Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và bán lẻ xăng dầu này, năm nay hoạt động vận tải hành khách bị đình trệ đến 80%, rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Việc gói hỗ trợ theo thông tư 120 giảm một số lệ phí cho doanh nghiệp ngành vận tải, doanh nghiệp rất hưởng ứng. Hai cái đề mục mà chúng tôi quan tâm nhất đó là cái phí sử dụng đường bộ và cái thứ hai đó là cái phí đăng kiểm. Chúng tôi cảm thấy rất là ghi nhận về những cái hỗ trợ của nhà nước đối với cả các doanh nghiệp vận tải. Chúng tôi cũng hy vọng là duy trì các khoản phí như vậy cho những năm tiếp theo để doanh nghiệp nó có cái thời gian để hồi phục. Thường xuyên tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, luật sư kinh tế nhận định các khoản phí lệ phí được giảm đa phần là những khoản từ 1 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi được giảm đến 50%, các khoản này cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. Với các cái doanh nghiệp lớn, cái việc kinh tế của họ ổn định trong những năm gần đây thì tôi thấy là thường là họ cũng không có để ý nhiều đến cái khoản lệ phí nhà nước. Nhưng mà với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà đặc biệt là những doanh nghiệp của những giới trẻ mới khởi nghiệp ấy, thì những cái phần lệ phí nhà nước này cũng là một cái điểm mà họ quan tâm. Mỗi một lần thực hiện thủ tục hành chính nó chỉ là một vài triệu, nhưng họ thực hiện nhiều thủ tục trong một năm thì cộng vào nó cũng là một cái số tiền tương đối là lớn. Theo chuyên gia tài chính, trên 1.000 tỷ giảm phí lệ phí là khoản ngân sách nhà nước bị giảm thu để hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp tại các lĩnh vực cốt yếu, tuy nhiên sẽ mang lại hiệu quả tích cực về sau. Chính sách thuế và phí có một cái rất là hay, đó là nuôi dưỡng nguồn thu. Tại thời điểm này có thể giảm phí, giảm thuế, ngân sách nhà nước sẽ bị giảm thu đi, nhưng khi mà vượt qua khó khăn thì doanh nghiệp tiếp tục sản xuất phát triển, lại có doanh thu nhiều hơn, có tích lũy nhiều hơn, và lúc đó lại vòng 2 sẽ quay lại để đóng góp ngân sách nhà nước. Với 37 khoản phí, lệ phí được giảm, thông tư 120 tập trung chính vào các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19 như du lịch, xây dựng, vận tải, với mức giảm hầu hết trên 50%. Đặc biệt, có thủ tục giảm đến 90% phí thuộc lĩnh vực hàng không. Hỗ trợ cao nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, với khoản lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động được giảm, có mức phí quy định trên 100 triệu đồng. Ống nhựa Hoa Sen, đúng là vừa tốt vừa. Hai bên trong. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống nhựa trực tuyến. Ống nhựa Hoa Sen, công nghệ châu Âu.